Xin chào mọi người. Hôm nay là tối ngày 29 tháng 6 năm 2020. Em tên là Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay thì kênh của em có về một vài loại lan rừng như là quế trắng tháng 8, kiều tím, hài gấm và thập hoa, lộng xòe, một combo và có hàng ký đã là phượng vĩ như ngày hôm qua và cả lô hội nữa. Đấy, thì phượng vĩ thì em bán 80.000 một ký. Đó, phượng vĩ hôm nay cây rất là to nhé. Đó, cây to và lá thì cũng khá là đẹp. Lá thì rất là nhiều lá, kiểu như lá nhăn như thế này này. Đấy, khá là nhiều cây cả lá nhăn. Đó, đây đây là như là trong cái vùng này nó có nhiều lá nhăn như thế này. Rồi ở đây thì là kiếm lô hội nha mọi người. Kiếm lô hội thì 50.000 một ký. Thì em sẽ quay cày những cái loại lan em phân hình trước. Phân hình thì hôm nay thì có quế trắng tháng 8 này. Quế lan hương, một loại quế rất là quý và hoa đẹp, hoa và hương thơm nữa. Đây là loại là quế xếp nha mọi người. Đó, quế xếp nên lá nó cứng và dày. Em hôm nay em có 9 hình và mỗi hình là 150. Em phân đều ra. Cây nhỏ thì có nhiều cây, hình mà cây nhỏ thì sẽ có nhiều nhánh, còn hình mà lớn thì sẽ có ít nhánh hơn. Ví dụ như cây hình số 1 thì những nhánh nhỏ như thế này thì có 15 nhánh nha mọi người. 1 2 3 4 5 6 8 15 nhánh. 2 3 5 6 7 15 nhánh như thế này. Đây là những nhánh nhỏ. Rồi hình số 2. Hình số 2 thì có 10 nhánh. Đó. Hình số 2 thì có 10 nhánh nhé. Đó, 10 nhánh như vậy. Nhánh nhỏ như thế này. Đó. Hình số 3 thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cũng 10 nhánh. Hình số 3 cũng 10 nhánh như thế này nhé. Đó. Đây có một cái nhánh nó đang có vài hoa nè mọi người. Nó cũng sẽ có một vài nhánh sẽ ra vài hoa. Rồi tiếp theo hình số 4. Hình số 4 được 5 nhánh nha mọi người. Đó, nhánh lớn hơn. Hình số 4 thì được 5 nhánh như thế này. Đó. Đây, có vây hoa này. Đây là hình số 4. Được 5 nhánh. Rồi hình số 5 cũng được 5 nhánh. Quế xếp rất đẹp nhé. Đó. Mà thấy cái này xếp rụt luôn này. Hình số 5. Được 5 nhánh nhé. Sang hình số 6. Hình số 6 thì được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhánh. Hình số 6 thì được 8 nhánh. Cái này là đang có nước vòi hoa này. Đấy. Vì nó là loại lá xếp cho nên là những cái cây nó ngắn như thế này nó cũng sẽ cho hoa nhé. Đấy, lá xếp cho nên là cái độ phát triển của nó, cái chiều dài của cây của nó không có cái dài ra, nó chỉ ngắn ngắn thôi. Đấy, ngắn ngắn như thế này thì đã có hoa rồi. Số 6, hình số 7 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, hình số 7 cũng được 7 nhánh. Đây về hoa của nó đây. Đây này. Rồi em sang hình số 8 nhé. Đây, hình số 8 thì được 1, 2, 3, 4, 5, 6, cũng 7 nhánh. 2, 4, 6, 7 nhánh. Hình số 8 cũng 7 nhánh nhé. Đó. Hình số 8 này. Đây hình số 8 đây ạ. Rồi làm sao hình số 9 ạ? Hình số 9 thì nhiều nhánh hơn. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 10 nhánh. Hình số 9 10 nhánh. Hình số 9 thì nhánh lớn. Đấy, nhánh lớn chứ không nhỏ, nhưng mà nó có một vài lỗi. Ví dụ như lá ngọn bị gập, hoặc là mầm hoa nó bị gãy đó, thì nó sẽ có nhiều cái lỗi hơn, nhưng mà bù lại thì cây nó to hơn và có cây nó cũng đang có trời hoa lên này mọi người đó. Hình số 9 này, hình số 9 đấy. Hôm nay em được 9 hình quế trắng tháng 8 như vậy. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu combo nhé. Combo thì hôm nay em có một combo, combo này là 100.000. Combo này bao gồm là một cái khúc nguyên bản huyết nhung, một ít cái này gọi là rau tua, quên, rau mực chứ. Đấy, rau mực hoa nhỏ nhé, rau mực hoa nhỏ. Rồi ở đây thì có ba nhánh vanda, vanda nâu cực kỳ thơm nhé. Đây, đây là loại loại lan thơm lắm. Đấy. Rồi ở đây là cỏ tam bảo sắc này, đây tam bảo sắc nha mọi người. Đây cỏ vây hoa này và nhánh và một ít vảy rồng, đó, ít vảy rồng như thế này. Đấy, combo này 100.000 nhé. Rồi tiếp theo em có hai hình lọng xòe hoa tím, lọng xòe hoa tím ở đây. Mỗi hình là 50.000 nhé. Đó, đây là hình số 1 này, và đây là hình số 2, và một hình như thế này mọi người thể trồng 3-4 chậu cũng được này. Rồi tiếp theo ở đây là quế kiều tím nha mọi người. Kiều tím thì mỗi hình 100, riêng chỉ có cái rễ dề số 1 đây là 150, một dề to như thế này. Đó. Dề to, lá to. Lá dày và to. 150 một dề này nhé. Đó. Phần số 2 100 4 dề. Đấy, 4 dề ngắn khoảng mười mấy 20 cm. Đây. 4 dề đây. Hình số 3 cũng 100 được 3 dề nha mọi người. Đó, 3 dề. Đó, 3 dề như thế này. 100.000 nhé. Rồi hình số 4 102 dề. Đây. 4 102 dề đây. Mầm tơ đang lên này. Rồi hình số 5 100 1 dề. Đấy, nguyên 1 dề đây nha mọi người. Hình số 6 cũng 1 dề 100. Đây. Dề này dề lá tròn này. Lá tròn đẹp này. Đó. Hình số 6 nha. Rồi tiếp theo. Ở đây thì em có hai gấm hoa màu vàng. Đó, có những đốm đỏ nâu rất đẹp nhé. Và mỗi hình là 100.000 nha mọi người. Đó. Đây. Hình số 1. Hai khúc, hai cái một cái dề với những cái bụi nhỏ này. Đây, nguyên một bụi to này. Bụi to như thế này có rất nhiều thân ở trong này, và cái bụi này thì mình chỉ cần để lên cái giá thể thôi. Cái thể của nó thì mọi người trồng có thể là bằng trấu nung một ít đất và một ít bột cưa cũng được. Đó, bột cưa, bột dừa hay là trấu nung trộn vào và đất nữa. Mình làm cho nó có độ ẩm ở dưới và mình đặt nó lên. Đây, hình số 1 nhé. Hình số 1 100, hình số 2 cũng 100. Hình số 2 cũng nguyên một mảng như thế này. Đó. Nguyên một mảng như thế. Và thêm một cái khóm nhỏ nữa, bụi nhỏ nữa này. Hình số 3 thì có ba khóm nhỏ này. Đó, ba khóm này, ba bụi như thế này. Nếu mọi người có thể về tách ra cũng được, nhưng mà theo em thì em để nguyên chùm như thế này, trồng nó dễ phục hồi hơn. Số 3. Rồi số 4. Số 4 2 về. Đó, 2 về. Về như thế này nhé. Số 4. Rồi xin sang hình số 5. Hình số 5 cũng 2 về như thế. Đó, số 5 2 về này nhé. Đây, bông nó như thế này nha mọi người. Hai gấm này.
bông nó màu vàng và có những cái đốm đỏ nâu. Hàng số 5. Rồi em sang hình số 6. Hình số 6 thì ba khóm như thế này nhé. Hình số 6 ba khóm. Rồi tiếp theo, ở đây thì em có một ít thập hoa. Thì thập hoa thì một hình hình này là có 2 4 4 về là 100.000 nha mọi người. Đó, đây là thập hoa. Thập hoa thì nó cũng vừa mới qua mùa thôi và cũng có một vài thân thì còn sót lại chưa ra hoa. Đó. Đây là 4 về này 100 nhé. Đó. Khá là nhiều. Rồi hôm nay em có 3 cái khúc nguyên bản thập hoa như thế này. 3 khúc này là 100 nha mọi người. Ba khúc nguyên bản thập hoa. Rồi tiếp theo ở đây em có phượng vĩ. Phượng vĩ thì 80.000 một cân. 80.000 một cân phượng vĩ như thế này. Đó, người thấy. Đó, cây thì thân khá to và có một số lá, có một số thân thì lá nó nhăn. Đấy. Số thân thì lá nó nhăn cũng khá là đẹp. Tám mươi nghìn một cân nhé. Rồi còn kiếm lô hội công tâm tô rong công tâm 50.000 một ký. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Hôm nay có một vài loại lan rừng và rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Em xin chào và tạm biệt ạ.